Dạ, em chào anh Hiệp ha, chào tất cả bà con của kênh LTK. Hôm nay cũng như thường lệ các lớp trước thì bữa nay em cũng về một lô trang để giao lưu cùng bà con ha, như trang đỏ, trang vàng, bonsai nha bà con, mỹ hồng ha, và giấy ngũ sắc, và cũng có một số trang giống ha, vậy là phôi. Thì để giới thiệu cho bà con ha, em tên Luân ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, số điện thoại em là 0907 214139 ha, đó là số Zalo luôn nha. Rồi bắt đầu mình giao lưu cây số 1 nha bà con. Cây số 1 là cây bonsai vàng ha. Đây, có bonsai vàng, tay chân đã đều nha bà con. Nó chỉ có hơi thiếu tàn xíu thôi, nhưng mà mình đã sửa theo nếp hết rồi. Nó có tay chân nó rất là đều ha. Rồi cây số 1 này chiều cao của nó là 1m1 nha. Ngang cũng 1m1 luôn ha. Gốc cây này 15. Cái này nó một cốt nha bà con ha, nhưng mà nó lên 3 thân ha. Đây, một cốt sâu này rất là lớn nha, nhưng mà nó 3 thân nha. Đó, nó lên được 3 nhánh ha. Đó, quan trọng là trên này là nó mâm tàn đều nha bà con. Cái này nó ra dày tàn, cái nữa là cây này rất là tuyệt vời. Rồi, cây số 1 này có giá là 1 triệu 8 bao gồm phí ship luôn ha. Cây số 1 là 1 triệu 8 bao gồm phí ship ha. Rồi, cây bonsai vàng đầu tiên. Rồi, xuống cây ha. Rồi, tiếp theo là cây số 2 là cây trăng đỏ nha bà con. Đó, đỏ lá nhỏ, một cốt ha. Tàn cũng đều lắm nha bà con, đang gộ bông rất là nhiều, hàng thuần chậu hết ha. Hàng bên em là bảo đảm hàng thuần chậu nha. Sống khỏe. Đây, cây đỏ rất là bời bông nha bà con. Cái số 2, chiều cao là 1m05, ngang 70 ha. Gốc cây này 12. Cái này có giá là 850.000. Này, một cốt hết ha. Cốt càng sâu dưới này càng lớn nha bà con. Đó. Nhưng mà tại vì mình không có móc hết xé gốc được ha. Rồi, cái này có giá là 850.000 bao gồm phí ship ha. Cây số 2. Cây số 2 850.000, cây trang đỏ ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, cây số 3 nha bà con. À, cây số 3 cũng là cây trang đỏ luôn nha, đang gộ bông rất là nhiều ha. Đó, trang đỏ một cốt, hàng thường chậu ha, cây sống khỏe. Rồi, cây số 3 này chiều cao của nó là 1m05 luôn, ngang 75, gốc 12 luôn ha. Này cũng giá là 850.000. Đây nha bà con. À, 850.000. Cốt cái này lớn lắm nha. Cây cũng già cây lắm rồi ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 3 nha. Cây số 3 cũng là cây trang đỏ luôn ha. Số 4, cây số 4 trang đỏ luôn nha bà con. Thà thông cây này lớn hơn ha. Cây này chiều cao của nó tới là 1m25, ngang 75, gốc cái này nữa. Tổng hoành cái này là 21 nha bà con. Cái này là một cốt luôn nha. Đó, cái này là một cốt luôn đây. Đây một cốt nhưng mà lên 3 thân ha. Rồi tổng hoành này là nó 21 ha. Gốc này cái thân lớn nhất của nó là khoảng 10 nha bà con. 10 11 ha. Rồi cây này có giá là 900.000. Bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số 4 900 xuống cây ha. Rồi tới cây số 5 nha bà con. À, cây số 5 của mình là cũng là cây trang đỏ luôn ha. Trang đỏ tàn giống như tàn thông nha bà con, nhưng mà đang gỗ bông rất là nhiều. Tàn rất là dày ha. Rồi cái số 5 là chiều cao của nó là 1m15, ngang 70, gốc này là 14, một cốt của nó 14 nha. Đó, vị trí này nó phình ra này nó lớn hơn ha. Rồi cái này cũng có giá là 900.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cái số 5 900, trang đỏ, xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cái lô giấy của mình nha bà con, giấy ngũ sắc nha. À, cái lô này cái tàn lô cao, cái tàn cao rất là đẹp nha bà con. Cái này trong này là bông nó bắt đầu nó vừa tàn thì ngoài này nó lại vừa búp nữa nha bà con. Rất là dễ bông ha. Đây, bà con thấy ở trong này nó vẫn còn bông, nhưng mà ở ngoài này bắt đầu nó búp bông nữa rồi nè. Đó. Cái này là vẫn đủ 5 màu hết ha. Đó. 5 màu, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng và màu trắng luôn ha. Rồi, cái số 6 là cái giấy ngũ sắc ha. Cái này cái chậu rất là mới vừa thay chậu nha bà con, phân còn rất là nhiều. Con về không cần phải thêm phân đâu ha, chỉ cần thay chậu đẹp thôi. Nhưng mà chậu là em ship luôn chậu cho bà con nha, giấy là ship chậu ha. Rồi cái số 6 này là 1m3. 1m3 là chiều cao, ngang 85, gốc cái này là 14 ha. Đây cái vị trí này là 14 ha. Còn cái cũ này lớn nha bà con, gốc Mỹ rất là đẹp. Gốc Mỹ ghép Thái ha. Cái số 6 là giá là 1 triệu 6 luôn nha bà con. Cái số 6 này giá 1 triệu 6 bao gồm phí ship luôn ha. Giấy ngũ sắc. Rồi xuống cây ha. À, tới cây số 7 nha bà con. Cái lô này là rễ nó rất là quái đẹp nha bà con. Đó. Gốc Mỹ ha. Đó, gốc Mỹ ghép Thái vẫn đủ 5 màu ha bà con.
cái tấp bông lớn của nó đang chuẩn bị là nó muốn hết đợt bông, nó đang ra một đợt mới nha. Đây, nó ra thêm những cái đầu tàn nè. Đó, đầu là ra bông hết nha bà con. Đây, vậy ha. Ở trong này nó vừa chuẩn bị tàn đã nảy ra, rất là dễ bông, rất là xuyên bông nha bà con. Cái số 7 chiều cao 1m1, ngang 85, gốc 14, cái này cũng có giá là 1,6 triệu luôn ha. Tàn tròn đẹp ha bà con, rễ quái, gốc Mỹ, gốc Thái, đủ 5 màu ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, cái số 8 của mình nha bà con. Đó. Tới cái số 8 ha, cái số 8 chiều cao là 1m1 luôn. Ngang là 1m, gốc cái này là 18, vị trí dưới này là 18 nha bà con. Đây. Vị trí gốc dưới này là 18. Đó, còn cũ này lớn gốc đẹp nha bà con, quái ha. Cái này cũng có giá là 1,6 triệu luôn, cái số 8 giá 1,6 triệu luôn nha bà con, vẫn đủ 5 màu. À, lô này 5 màu hết nha bà con. Cái này mình về á, nếu mà mình không để xài được bông này, mình chỉ cắt tàn, cắt sâu vô này luôn nha bà con, là tàn đây sẽ ra rất là tròn và đẹp, dày tàn luôn nha. Mà rất là mau nha bà con. Rồi xuống cây ha. Giấy này nó mau đều tàn lắm. Rồi tới cái số 9 nè. Số 9 cây này là rễ nôm rất là đẹp nha bà con. Rễ quắn quéo, không phải dạng dạng, không phải là rễ nôm ấy, nhưng mà kiểu Mỹ nó vậy ha, đặc trưng. Rồi cây số 9 của mình nó là 1m2 là chiều cao, ngang là 90, gốc này là 17 nha. Đó, vị trí này là 17 gốc ha. Đó, bộ rễ rất là đẹp. Đó, tàn tròn đều nha bà con. Rồi cây số 9 này vẫn là 1,6 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. À, đủ 5 màu luôn nha bà con, bao 5 màu luôn ha. Rồi tiếp theo là tới cẩm thạch nha bà con. Em có cẩm thạch 3 màu có, cẩm thạch 1 màu có ha. Rồi em cũng xin nhắc lại anh chị cô chú nào á, có chốt cây của em thì coi thật là kỹ, thông số em báo là báo chị hao ha, không phải là mình đo tới cái đọt nào nha, đo tầm trung thôi, tới cái này thôi nha. Đó, nhưng mà về á, mình phải coi cho kỹ mình hãy chốt cây nha. Để ra tới ngoài đó, em xin nhắc lại cái khi giấy đi ship xa 5-3 ngày mới tới bà con, thì đôi lúc nó cũng phải có rụng lá. À, ra ngoài cái là đừng cái gì cái lý do đó mà mình không nhận cây tội nghiệp em nha. Lá rụng thì nó sẽ ra lá khác, bông tàn là bông nở gọi là tàn, chỉ đó rất bình thường của cây thôi nha bà con. Rồi cây số 10 ha. Đây, cây số 10 của mình nha, là cẩm thạch 1 màu ha. Cây này chiều cao là 90, ngang 70, gốc này là 14, vị trí này là 14 nha. Rồi cái này có giá là 900 ngàn. Là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây cẩm thạch 1 màu, xuống cây ha. Tiếp theo là một cây cẩm thạch tiếp theo ha, cũng là 1 màu luôn ha. Mỗi cây có một kiểu, kiểu kia là tàn tròn, còn này là tàn nó là như nó mâm tàn nha. Đây ha, đây một mâm nữa ha, dưới này một mâm. Rồi cái số 11 của mình ha, là chiều cao 90, ngang là 80 nha. Ê, ngang 60 em xin lỗi ha, ngang 60, gốc là 15. Vị trí này gốc 15 cũng là gốc Mỹ luôn nha. Gốc Mỹ ghép cẩm thạch, cái này có giá là 900 ngàn. À, cẩm thạch 1 màu ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cái cẩm thạch 3 màu nha bà con. Cẩm thạch 3 màu gốc Mỹ luôn nha. Đây gốc Mỹ cẩm thạch 3 màu. Đây là 1 màu ha. Màu trắng này là 2 ha. Đây giờ thêm cái màu này nữa ha, là 3. À, nhưng mà mắt ghép ra đây là 1 mắt ghép, 2 mắt ghép nha, 3 mắt ghép ha, 4 tới 5 mắt ghép luôn nha bà con. Nhưng mà cái nguyên cái giặt này là chưa ra bông nè, nhưng mà giờ là trước mắt là nó được 4 mà được 3 màu ha. Nó được chắc ăn là 3 màu nha bà con, nhưng mà mắt ghép thì trên ha. Rồi cái số 12 này giá cho 900 ngàn, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cái số 13, vẫn là cây giấy cẩm thạch ghép nhiều màu. Nhưng mà trước mắt là mình phát hiện là 3 màu nha. Đây là 1 màu ha, đây là 2 màu ha. Rồi thêm một màu trắng nữa là 3 màu ha nha bà con ha. Đây nguyên cái dẹp bên đây là nó chưa ra bông. Đây nó ra được một bông màu trắng gì nha bà con ha. Thực tế là nó được 3 màu ha. Nhưng mà cái vấn đề là mắt ghép thì nó còn dư nhiều nha. Đây là 1 2 3 4 vẫn là 5 mắt ghép luôn nha bà con. Rồi, cái này vẫn là 900 ngàn ha. Chiều cao là 75 nha, ngang 60, góc 12 ha. Cái này là 900. Cẩm thạch 3 màu. Xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cái giấy mini. Đó này em được một cặp nha bà con. Cái này là được 3 tới 4 màu nha. Màu vàng, màu đỏ và màu hồng ha. À, cái này nó đang búp bông nha bà con. Đây thêm màu trắng nữa. Rồi cái này được 4 màu nha. Trắng nè ha. Vàng nè ha. Hồng, đỏ. Đỏ đây, màu này với màu này khác nhau nha bà con. Rồi cái cây số 14 là chiều cao 65, ngang 60 ha.
Đó, cái gốc của nó khoảng bự hơn ngón tay nha bà con. Cái này giá là 550.000 ha. 550.000 là bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cây này 4 màu ha. Rồi, cái này là ghép Thái nha. Đây, những cái màu này là màu Thái hết nha bà con. Đây là đỏ nè, hồng nè, trắng nè, vàng nè. Đó, cái này như là cũng 4 màu nha. Rồi, cây 15 ha, là cao 60, ngang 55. Cái này cũng giá là 550.000 luôn nha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, tiếp ha. Dạ, tiếp theo là cây Mỹ Hồng của mình nha bà con. Đây, Mỹ Hồng này em là một cặp ha, cây cũng lớn nha bà con. Cái này là gì mình chơi là dừa luôn nha. Rồi, cái số 16 là Mỹ Hồng ha. Tại vì dừa là lý do là nó đang bông ha, nó rất là dễ bông, cái cây nó già, cây là rất là dễ bông nha bà con. Đó, và cây thường chậu luôn, cây tàn tròn rất là đẹp. Cây số 16 là cây Mỹ Hồng ha. Chiều cao của nó là 1m1, ngang 1m1 luôn nha. Gốc cái này là 14 ha. Cái này có giá là 1.750.000. À, 1.750.000 là bao gồm phí ship luôn ha bà con. Cây này tàn rất là tròn tàn ha. Rồi, cây Mỹ Hồng 1.750.000, xuống cây hang. Rồi, tiếp theo là cây 17 của mình ha. Cây 17 của mình cũng đồng giá là 1.750.000. Cây tàn rất là tròn tàn nha bà con. Cây rất là sung cây ha. Rồi, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang cũng là 1m1 luôn nha. Gốc này là 16. Rồi, cây này có giá là 1.750.000 luôn ha. Hai cây này bằng giá nha bà con. Đó, tàn rất là tròn, cây rất là sung cây nha bà con. Đó, cây 17 giá 1.750.000 luôn ha. Rồi, mình xuống cây ha. Khiên tiếp mình. Rồi, cây 18 của mình là cây tím sen nha bà con. Đây, cây tím sen này tàn rất là dày tàn ha. Rồi, cây này chiều cao của nó là 90, ngang là 80, gốc 13. Cái này có giá là 850.000, là bao gồm phí ship luôn ha, hàng thường chậu nha bà con. Cái cây này á, là nói chung là không sợ mất sức là lý do cái bầu rất là lớn. Cái bầu của nó khoảng trên 2 mấy ký nha bà con. Rồi, cây 18 850.000, cây tím sen, xuống cây ha. Rồi, tiếp theo là cây trang vàng nha bà con. Trang vàng tàng thông, cây số 19. Cây trang vàng tàng thông của mình là số 19 nè. Cây này cao 1m2, ngang 70. Gốc cái này là 12 nha bà con. Cái này có giá là 650.000. Đây, nó hơi nghiêng ha. Giờ mình trồng đứng thẳng lại nha bà con. Tại cây vô chậu này mình không có thể cây nào như cây nấy được ha. Cũng có khi là nó nghiêng. Nhưng quan trọng là tàn tròn ha. Cây sống khỏe, đẹp. Rồi, cây số 19 là 650.000, bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Đây. Rồi, tiếp theo cây 20 nha, là cây trang vàng tàn tròn nha bà con. Vàng tàn tròn ha, cây thường chậu hết nha. Rồi, cây 20 này chiều cao 85, ngang 90, gốc cái này 11, cái này có giá là 550.000. Cây này có thoát thân nha bà con. Đó, có thoát thân ha, gốc cũng đẹp nữa nha, một cốt gốc đẹp ha. Rồi, cây 20 giá 550.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, cây 21 của mình nha bà con. Cây 21 vẫn là cây trang vàng tàn tròn ha. Đó, cái này cốt đẹp, cốt bự hơn nha bà con, cốt lớn hơn ha, có thoát thân. Cây số 21 này là chiều cao 80, ngang 85, gốc cái này 12, cái này có giá cũng là 550.000. 550.000 nha bà con, cây 21 ha, tàn tròn nha, đang lên bông nha bà con. Cái này đang lên bông. Rồi, mình xuống cây ha. Rồi, tới cây trang giống nha. Đó, tới Mỹ đỏ nha bà con. Đây, cặp Mỹ đỏ ha. Cặp Mỹ đỏ số 22 là cái này là cao 50, ngang 35. Cặp này có giá là 300.000. 300.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Đây, cây rất là đẹp cây nha bà con. Rễ là ăn tới với bầu dưới này luôn nha. Cây rất là dễ rễ ha, sống khỏe nha. Rồi, cặp 22 300, xuống cây ha. Rồi, tiếp theo là cặp 23. 23 là cặp Mỹ Hồng. Đây, rễ ăn tới dưới này luôn nha bà con. Cây thuần chậu ha, sống rất là khỏe. Cái này chiều cao của hai cây này là 60 nha. Cặp này có giá là 250.000. Cây Mỹ Hồng nha bà con. Bông rất là lớn. Đây, bông Mỹ Hồng nó như vậy ha. Rất là đẹp và bự nha bà con. Lâu tàn lắm nha bà con. Mỹ Hồng rất là lâu tàn ha. Xuống cây luôn ha. Rồi, bữa nay em có về cái lô cam Đài Loan. Đây, cam Đài Loan bông rất là đẹp luôn. Bông tàn lâu tàn hơn Mỹ Hồng luôn nha bà con. Mà bông đẹp dày ha.
Giống này cũng mới nha bà con, giống này chưa có cây lớn đâu nha. À, cây lớn cũng có nhưng mà rất là ít chứ không phải là không có, nhưng mà cây rất là đẹp, bông lâu tàn. Cây số 24 cao 70, ngang 30. Cây này có giá là 550.000 nha bà con. 550.000. Đây, cam Đài Loan. Bông lớn như vậy ha, mà rất là lâu tàn. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 25, cũng là cam Đài Loan luôn ha. Bông nó như vậy nha bà con, cây này đang đủ, này tự nhiên hết nha. Không có xử lý nha. Cao là 60 luôn ha. Ngang của nó là 30, cây này cũng giá là 550.000 luôn nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Em về đợt này được 3 cây nha bà con. Cam Đài Loan này được 3 cây ha. Đây. Bông rất là đẹp nha bà con. Màu cam bông dày bông nha. Lâu tàn. Bông lớn. Nụ bông nở rất là nhiều. Cái này chiều cao cũng 70 luôn ha. Ngang nó 40, cái này cũng giá là 550.000 luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới Mỹ cam nha bà con. Đây. Mỹ cam. Đây bông Mỹ cam nó như vậy ha. À, rồi bên đây là những cây là đang búp như vậy ha. Rồi cây Mỹ cam, cặp Mỹ cam này là cao là 45, cặp này có giá là 350.000 nha bà con. 350.000 là bao gồm cái ship, cây sống rất là thuần và khỏe ha, đang ra bông rồi nha. Xuống cây luôn ha. Rồi tới tường vi nha bà con. Rồi tường vi màu hồng nha. Cái tường vi màu hồng này là chiều cao 1m4, cây này có giá là 250.000. Đây gốc rễ, để rễ nó ra tới cái này luôn nha bà con ha. Cây này sống rất là khỏe nha. Tường vi hồng ha. Cây số 28 giá 250.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tới cây tường vi 29. Đây rễ nó như vậy nha bà con. Cây tường vi 29 là cao cũng là 1m4 luôn nghe. Tán ngang của nó thì nó hơi khó đo, tại vì em buộc nó vô như vậy ha. Nhưng mà bông, mặt bông nó như vậy nha bà con. Cái màu đỏ giá là 250.000 luôn ha. 250.000 bao gồm phí ship luôn ha. Tường vi màu đỏ. Rồi xuống cây ha. Rồi cái này là đỏ Dubai ha. Vậy này được mấy cặp nữa nha bà con. Đây cái màu đỏ này cũng rất là đẹp, bông cũng lớn nha. Rồi chiều cao của cái này là 65, ngang 40, cặp này có giá là 350.000. Đây màu đỏ nó gì nha bà con, tàn nó gì ha, rất là đẹp ha. Một cốt luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cặp trắng trắng nha bà con, trắng trắng lá lớn, à, lá chung chứ không phải là lá lớn nữa. Đây cặp 31, cao 25, ngang cũng 25 luôn. Cặp này có giá là 250.000, bông đang nở nha bà con. Đó, trang trắng này là bông thơm nha. Đó, tàn của cây bên đây nó vậy ha. Rất là đẹp. Rồi 250.000 xuống cây luôn ha. Rồi bằng lăng thái nha bà con. Bằng lăng thái. Cái cây này cao là 1m ha. Cái này có giá là 200.000, bao gồm phí ship luôn ha. 200.000 bằng lăng thái, đang bông nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Đây màu bông nở ra cũng rất là đẹp nha bà con. Đó, màu tím bằng lăng ha. Rồi bằng lăng thái, cây này có cao có 1m luôn nha. Cây này cũng có giá là 200.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cặp hồng phấn lá chung. À, cặp 34 hồng phấn lá chung ha, cao 25, ngang 25 luôn. Cặp này có giá là 250.000. Đây tàn nó gì nha bà con ha. Đó, bông này nó cũng có vẻ nó thơm thơm nha. Bông rất là nở, rất là đẹp ha. Rồi rồi xuống cây luôn ha. Rồi Mỹ vàng lá lớn luôn nha bà con. Cây Mỹ vàng lá lớn, cây này đó là đang nụ nha. Cái này chiều cao là 50 ha. Cặp này có giá là 250.000. Đây, bông nó nở ra nó sẽ lớn hơn cả bàn tay của mình đó nha bà con. Cái nụ nó như vậy ha, đang chuẩn bị nở bông ha. Cặp 35 Mỹ vàng lá lớn 250.000. Rồi xuống cây ha. Rồi tới đầu mình tới sứ nha bà con. Đây cây sứ này chiều cao là 40, ngang 30, cũ của nó vậy là 34, cái này có giá là 200.000. À, màu bông sứ nha bà con rất là dễ bông ha. Sứ này ghép thái hết ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi sứ 37. Đây cây sứ 37 cũng bông cũng không kém nha. Cây này cũng rất là tốt và đẹp nha bà con. Cây này 37 cao 40, ngang là 30 ha. Cũ này là 45, này giá cũng là 200.000. À, rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây cần thăng nha bà con. Cây cần thăng bữa nay nó rất là lớn này ha. Đây cây 38 chiều cao 30 ha. Tán đổ của nó là trên 55 nha bà con, trên 55 ha, mình tính 55 thôi. Cái này có giá là 500.000. 500.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Cái cần thăng rất là đẹp ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới phôi nha bà con, phôi trang. Phôi trang em có hai cặp, một cặp đỏ và một cặp vàng. Đây cặp này là vàng nha bà con, vàng là lá nó trắng xanh ha, còn đỏ là lá màu đỏ.
Rồi cái cây này là 39, chiều cao 30 ha, gốc này là 17, này có giá là 350.000. À, pho vàng, pho trang vàng 350.000 nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 40 cũng là pho trang vàng luôn nha. Đây, nó như vậy nó rất là dễ biết rồi ha. Nó màu vàng nha. Nó màu vàng là nó ra lá xanh nha. Rồi 40 là cao 20, gốc này là 13, cái này có giá là 350.000 luôn. Là cặp trang vàng, pho vàng xuống cây ha. Đây tới phôi màu đỏ nha. Đây, phôi đỏ là lá nó đỏ như vậy ha. 41. Rồi chiều cao là 17, gốc này là 13. Gốc này 13 nhưng mà củ rất là lớn nha bà con. Đó, củ rễ rất là đẹp ha. Rồi cây này có giá là 350.000 luôn. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây 42. Đây 42 là cũng là cây cua liếp của em ha, là phôi trang đỏ luôn nha. Lá đỏ gì nha bà con. Cây này chiều cao nó 20, gốc là 10, 10 là cái thân nó này ha. Nhưng mà còn cái củ rễ rất là đẹp nha bà con. Rồi cái này cũng có giá là 350.000 luôn. Đây là cái phôi cây 42 là cái phôi cua liếp của em luôn ha. Đó. Và em cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ trong các clip vừa rồi ha. Và em xin nhắc lại số điện thoại của em nha. 0907 214139. Em ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dạ, em kính chào bà con ha.